trước Tuấn Anh hết đâu. Hôm trước thì thằng Tú. Tuấn Anh nhì. Tuấn Anh nhì nhất. Tú Huy nhất. Vẫn còn. Hay quá. Rất hay. Vẫn còn. Rất hay. Rất ngô. Trời rất toán. Wow. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Chung kết sẽ là 3 set 21. Cặp đôi Triệu và Hoàng Anh đến từ câu lạc bộ Thành Công Mạo Khê và cặp đôi Thiều Tuấn Anh đến từ Bắc Ninh. Đây chính là trận chung kết đấy ạ. À, đúng vậy, trước thì anh Hoàng Anh là vận động viên của đội Bộ Công an. Nhưng mà bây giờ anh đã ký hợp đồng với đội Lâm Đồng rồi. Mình chỉ quay được góc đến thế này thôi. Xin chào 500 người xem. Mặc dù đã rất là muộn rồi, cảm ơn các bạn đã thức muộn như thế này. Mặc dù đã thức đã rất là muộn rồi nhưng mà các bạn vẫn không đang cố gắng thức để xem livestream của mình. Cảm ơn mọi người. Trận chung kết sẽ đánh 3 set 21. Trong trận chung kết thì cặp đôi Thiều Tuấn Anh sẽ là cặp đôi giao cầu trước. Oh, điểm đầu tiên dành cho cặp đôi Thiều Tuấn Anh. Vẫn là một pha giả đập quen thuộc của anh Thiều. Cảm ơn Văn Tiến nha. Cảm ơn Vũ Việt. Đi livestream này một phần là đam mê, một phần là muốn cho mọi người xem những trận cầu hay thôi. Chào Bách. Hay quá, thủ bình tĩnh quá. Một pha đập cầu dọc biên rất hay. Rất khó đoán. Điểm 3-1. Hoàng Anh phát cầu. Đánh cầu vào lưới rồi. 2-3. Anh chưa biết em ơi. Mày đi mệt thế này chắc vì mai đã đánh. Oh, thủ cầu rất hay. 3-3. Rất tiếc là không còn lưới. Và chết luôn.
đại gia iPhone chia sẻ video lên cho anh em xem này. Vâng, đây là chung kết đấy. 1 tỷ người theo dõi tiết anh ước đi rồi. Tỷ số là 4-4. 5-3. Tỷ số rút ngắn xuống còn 4-5. Rất ngang tài ngang sức. Vẫn còn. Giải nhất là 50 triệu. Đây là góc quay tốt nhất có thể rồi đấy. Sáu bốn. Đôi Mạnh Thắng Cao Hiếu là giải 3 em nhá. Một pha nhảy đập cầu vào lưới của Hoàng Anh. Cầu ngoài 95 à? Điểm 95. Đánh 3 set 21 anh nhá. Cầu tiếp tục ngoài 15. Đúng rồi 10. 3 được 15 triệu. 4 được 5 triệu. Chính là trận vừa rồi đấy. Trận vừa rồi là 34 đấy. Sai gì em ơi. Tỷ số đang là 6-10. Rất nhanh. 7-10. Liên tục vào những pha cầu tốc độ của hai bên. Đôi mạo khê mạo đen nhá. Đôi áo đỏ của Bắc Ninh. Đúng vậy em ạ. Bởi vì nhiều đội tham gia mà chỉ tổ chức cho một ngày thôi. Cho nên là phải đánh rất là muộn. Tám mươi. Và bắt cầu chân lưới rất nhanh của Hoàng Anh. Cả hai đôi cố lên nào. Đôi giải ba là đôi Phạm Cao Hiếu và Đào Mạnh Thắng nhá. Giải này còn hấp dẫn hơn cả giải Đức mà Giọng Mới Dư. Đôi Long Tô thua đôi Thiểu Bắc Ninh nha em nhá. Hà Mizuno, Hà anh Hà Vành Luân thua đôi Duy Nam, đôi vừa được giải tư đó, thua đôi Duy Nam. Trận đấu rất là căng thẳng, đánh 3 set 21 anh nào, chung kết bán kết đánh 3 set 21.
bạn Trần Trung Kiên không đánh nhá. Của em 748 cơ. Của anh 5000 lượt xem rồi. Đây. Vận động viên Tuấn Anh Bắc Ninh tình huống lên tấn công mạnh mẽ. Ồ, cảm ơn anh Nam, em mệt lắm rồi đấy. Ngồi quay cả ngày hôm nay rồi, mệt. Ồ, ghê không? Caster phải chuẩn bị chuyên nghiệp đấy. Anh mới chớm 30. Chưa được lên 31, thế mới đâu. Điểm số dành cho Triệu Hoàng Anh. Vâng, đây đang là set đấu thứ nhất của set đấu thứ nhất của trận chung kết. Giày Zonex nào anh ơi? Ở đây 3 người đi giày Zonex không? Mọi người xem. Mình đã có 6.000 lượt xem. Là set 1. Ok, bạn chỉ cần ghi nguồn là được. Ghi nguồn rồi bạn up lên YouTube là ok thôi. Nhớ ghi nguồn của mình, nhớ ghi nguồn của Ngờ Hoàng hoặc là King Sport nha. Cứ ghi nguồn là của King Sport nha. Tôi đánh rất quyết tâm. Cặp đôi đến từ Mào Khê rất quyết tâm. Mặc dù đã rất là muộn rồi nhưng mà hai đội vận động viên vẫn đang chiến đấu rất hết mình, thi đấu cống hiến và tập trung. Vẫn còn rất tập trung. Phòng ngự phản công rất tốt đến từ đôi Thiều Tuấn Anh. Hoàng Kèo và Hải Ba Sao thua đôi Thiều Tuấn Anh của Bắc Ninh đây em. Anh ấy đêm về khuya rồi, sợ mọi người xung quanh, dân xung quanh người ta không ngủ được nên là không dám để mic đây nhỉ. Thôi để em đọc điểm ra. Bây giờ em đọc điểm cho anh này. 13-10. Điểm là 13-10. Đội Bắc Ninh. Đang là set 1 thôi. Đang là set đấu đầu tiên thôi. Tỷ số đang là 13-12. Vẫn rất cần tài cân sức. 14-12. Bắt cầu rất nhanh, cực kỳ tốc độ. Đây là góc quay tốt nhất mình có thể kiếm rồi đấy. Mong là các bạn thông cảm. Bởi vì nhà dạ. Em đang sạc. Tuấn Anh Bắc Ninh và Thiều. Thầy kìa. Minh Nhật hỏi bảo thầy Phương là mai nghỉ học à. Thầy ơi. Thầy Phương bảo là mai đi học bình thường nhá. Nghỉ thì 5 chỗ. Thầy Phương bảo nghỉ thì 5 lít. Bỏ 5 lít ra đây, muốn nghỉ rồi thì nghỉ. Cầu ngoài sân rất tỉnh táo.
Hoàng Anh rất sung, nhưng cặp đôi đến từ Bắc Ninh là cặp đôi đã tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn. Ok. Thầy bảo là thích kẹo thì vào sổ. Cảm ơn. Rất là căng thẳng nên tôi mua quà một. Ồ, hay quá. Đánh giải này nhưng mà bị loại ở tứ kết rồi bạn ạ. Ồ, bắt cầu rất nhanh. Anh Tuấn Anh là vận động viên có tốc độ rất là tốt. Tuấn Anh với Thiều nha. Hôm nay gặp đôi Dương Thiều. Hay quá, ăn điểm rồi. 18-14. Điểm 18-14. Hai đội này đủ các đòn nhưng vẫn thiếu đòn. Ờ, anh không đánh nha. Giải cái nam rồi anh không đánh. Bởi vì anh không biết là tổ chức vào ngày bao nhiêu nên là không biết để đăng ký. Nếu như mà sớm biết lịch thì anh đã đăng ký để đánh giải đấy rồi. Đập cầu rất tốt. Chát chúa. Hai vận động viên Bắc Ninh bên này dùng cây Yonex Atchock 88D. Và vận động viên Triệu bên kia dùng cây N9. Và Hoàng Anh đang dùng Victor. Còn chi tiết là cây gì thì mình không biết. Cầu vẫn trong sân. Ô, xin chào anh Thương. Anh Thương hôm nay chắc vô địch bóng cái rồi nhỉ. Xét đầu thứ nhất kết thúc với chiến thắng dành cho đôi Thiều và Tuấn Anh. Tỷ số là 21-14. Anh thua đôi nào anh? Nó không để. Thì cũng là tốt rồi. Thì đã thành, cũng thành công rồi. Triệu này. Sở trường cầu từ đây. Tháo dỡ qua đấy là thành công. Không phải set 31 nha. Không phải set 31 thì đấu 3 set 21. Còn hai cái thằng kia thì Thiều thì trước kia là tuyển nhưng nay đã nghỉ rồi. Đã nghỉ thi đấu sinh nhật rồi. Hiệp thi đấu thứ hai. Giải này được tổ chức ở Quảng Ninh. Ô, thủ khó quá. Gọi nhất 50 củ. Chắc một đôi Thiều Tuấn Anh thắng đấy chị nhá. Ui, em mới 3 set 31 đánh nó lên giờ này thì cứ chết mất. Uống xong rồi đánh và đánh em triệu. Đi viện mất. Pha đánh cầu hỏng. Mặc dù cầu khá đơn giản. Đúng rồi, đang xét hai của trận chung kết giữa hai đôi
Triệu và Hoàng Anh đến từ Mạo Khê và Thiều Tuấn Anh đến từ Bắc Ninh. Đôi Thiều Tuấn Anh đã dẫn trước ở set đấu thứ nhất với tỷ số là 21-17. Không có các bạn ơi, đôi Bắc Ninh chỉ có một đôi duy nhất là đôi đang thi đấu trận chung kết này, là đôi áo, là đôi áo đỏ đang thi đấu đây. Anh Tô Anh Long đã phải dừng chân ở tứ kết khi để thua đôi Thiều và đôi Tuấn Anh, là đôi áo đỏ bên kia. Đúng không? Ok anh ơi, ok anh ơi. Giải này có tất cả là 31 đôi tham dự. 31 đôi tham dự. Một loạt tình huống Hà Nội đánh cầu nhá, Phan Anh ơi, đầu năm gặp rồi đấy. Ơ gì đúng không? Giải nhất có phần thưởng là 50 triệu đồng cho hai vận động viên. Ok. Đính chính lại là đôi anh Tô Anh Long thua đôi Mạnh Thắng và Cao Hiếu. Xếp 1 thì đôi Triệu Hoàng Anh để thua với tỷ số 21-17. Vâng, là 6-2. Triệu và Hoàng Anh đang dẫn. Và thủ cầu ra ngoài, rất đáng tiếc. Điểm 3-6. Đúng vậy, đánh trong một ngày hôm nay 21-14 à? 21-14 thì 21-14. Gì đâu. Số là 36. Anh Kiên ba vì không nha. Đập nó nặng quá. Chát chúa vẫn còn. Chắc một đôi Bắc Ninh thắng nhanh lâm nha. Ơ, hãy anh có muốn gì á? Không thấy, không thấy. Bị trôi nhanh lắm. Đôi áo đen là Triệu và Hoàng Anh ấy. Comment gì? Comment lại đi. Bị trôi lắm. Không để ý đâu. Giải nhì 20 triệu. Cho trẻ con đấy mà độ à? Người lớn rồi. Trời bời. Hey, hello Phúc Khánh nha. Đập cầu rất tốt đến từ Triệu.
tập cầu 300 km trên một giờ. Giải Trần Bắc Ninh, triệu. Giải Bắc Ninh đang là đôi áo đỏ ở bên kia. Giải này giải lớn nhất miền Bắc luôn, giải phong trào cực kỳ lớn, giải nhất trị giá 50 triệu đồng. Đúng rồi, Triệu Hoàng Anh đã thua xét đầu rồi nhá. Đẳng cấp và ngang tầm tỷ số đang là 8-4. Triệu và Hoàng Anh đang dẫn 9-4. Cặp đôi Triệu Hoàng Anh đang rất là quyết tâm rồi. Độ cái đập vào mặt 9-4 không phải 7-4. Đập cầu tốt 10-4. Chắc phải 3C rồi. Điểm đang là 14 rồi. Ngoài. Cầu ngoài sân 5-10. Cặp đôi Triệu Bảo Anh phải liên tục gia tăng khoảng cách, bởi vì cặp đôi Thiểu và Tuấn Anh cũng là một cặp đôi rất là khó chơi. Sáu mười rồi. Cần phải ngay lập tức lấy lại điểm số. Điểm 11-6. Triệu đã lấy lại điểm số rồi. Triệu bây giờ mới tỉnh. Vừa đánh như gà ngơ. Số tình huống bắt bài của vận động viên Triệu rất là hay. Đã 900 người xem rồi. Xin chào 900 người xem. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình cho đến tận giờ phút này. Biết bây giờ đã khá là muộn rồi và các bạn cũng đã rất là mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi sớm để cho ngày mai là một ngày, là một tuần làm việc mới. Một lần nữa cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn 900 người đang theo dõi cùng King Sport. 11-6. Rất dài. Rất là tiếc rồi. Không sao, làm lại em ơi. Ôi chào giải quay làm gì, mệt bỏ xứ được ấy. Rất là quyết tâm. 50 triệu cơ mà. Tranh giải ba đôi Mạnh Thắng và Cao Hiếu chiến thắng đôi Đức Duy và Duy Nam. Đẹp Duy và Trí để tổ chức giải cầu thôi. Tập cầu quá nặng. Súng rồi. Đập cầu. Đập. Đập đi. Vừa đây vợt. Rất là nhiều tình huống va vợt. Rất sung mãn. Triệu đang rất quyết tâm. Phải cục vậy thì mới ăn điểm em ạ. Phải cục vậy mới ăn điểm. Một loạt những tình huống tấn công từ các đối thủ cuối cùng không ghi được điểm của đôi thành công Bảo Kinh. Tấn công rất sắc bén. Trên đe dưới đi đe trên búa. Lưỡi đào phải giờ mày quá rồi em ạ. Đấy mày còn có bánh mà ăn. Trên búa dưới đe sao không được. Ra vô lỗi. Bán kết thì đưa anh, trận này đang ở chung kết rồi, đang xét hạng của chung kết rồi. Gần 1.000 người xem rồi.
mọi người hãy chia sẻ livestream này để cho nhiều người xem hơn để giúp mình đạt kỷ lục đi ạ. Vẫn còn. Tách. Tách ra. Hai. Chết. Vẫn rất khỏe. Điểm số thuộc về Triệu và Hoàng Anh. Xét một thì đôi Thiều và Tuấn Anh đã chiến thắng với tỷ số 21-14. C1 đôi Tuấn Anh Thiều thắng với tỷ số 21-14 à. 1.000 người xem rồi. Cảm ơn mọi người, 1.000 người xem rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Điểm 93. Thiều phát cầu. À. 14-9. Tấn công lưới rất là sắc bén. Thật quyết tâm. Đúng vậy. Giải đấu lớn như thế này thì phải đánh miếng sắc ba. Mà anh để mình Triệu hét được rồi. Đó lắm, bòi không ăn mà chết rồi. Thi đấu rất là hay. Xứng đáng với giải thưởng 50 triệu. Xin lỗi mọi người nhưng mà áp mệt lắm rồi. Áp quay liên tục từ sáng đến bây giờ cực kỳ mệt rồi. Phép trận chung kết này thì mình sẽ tắt. Số 16, 8. Nếu như trận 69. Nếu như trận thi đấu này diễn ra 3. Tỷ số là 16-9. Chín rồi. Chắc chắn là sẽ bại. 90% mình đã nuốt xong rồi, bây giờ quay trở lại bình luận. Một pha chấm hậu rất đẳng cấp của anh Hoàng Anh, rất quyết tâm.
có lẽ là trận đấu này sẽ phải phân định thắng thua bằng xét đấu thứ ba rồi. Tỷ số là 18-9. Tôi như cặp đôi của Bắc Ninh đã buông xét đấu này và giữ thể lực cho xét đấu quyết định. Wow, về cầu quá hay. Cảm ơn Đình Đức. Tôi quay đâu vậy? Đặt máy rồi. 19 rồi, hai điểm số nữa thì cặp đôi Triệu Hoàng Anh sẽ kết thúc set đấu thứ hai. Chuẩn bị kết thúc đây. 20 à? 20. Rồi ok. Thi đấu thứ hai. Ok. Xét đấu quyết định. Một xét đấu trị giá 50 triệu. Quá hay đi. Đã là 1k người xem rồi, không thể tin được. What the hell, oh my god, fucking god. Không thể tin được là 1k người xem rồi. Ảo diệu quá. Em ơi, sao tự nhiên nó lại phát không nghe đánh? Đối mặt, còn điên nó gọi. Không phải nó gọi. Nó gọi một bên. Nó gọi cho mình nhỉ? Mang hai máy biết được là set đấu thứ ba, trận set đấu quyết định bắt đầu. Trận đấu quyết định ai sẽ giành 50 triệu. Nó bắt đầu. Rất mạnh, rất quyết tâm. Pha đập cầu cực kỳ uy lực. Đứng trên Tuấn Anh. Hải Đen về từ sáng rồi không ạ? Hai đội rất là quyết tâm. Đẩy những điểm xuống đầu. Nhà đội cứ gọi làm gì? 2-0. Hải Đen Hoàng Vũ hỏi ông hơi nhiều ấy. 50 triệu của ngoài. Oh my god. 3-0. Đôi Triệu Hoàng Anh 3-0 rồi. Triệu Hoàng Anh đang dần dần cách 50 triệu. Đang với đến 20 triệu. Rất hay. 4-0 rồi. Cặp đôi Triệu Hoàng Anh nên phải bình tĩnh lại. Không. Hình như là đôi Tuấn Anh đã dành sức để... Vậy, anh Tuấn Anh ở giải đấu năm ngoái thì cũng đã vào đến trận chung kết. Nhưng rất tiếc đã để thua cặp đôi Lê Minh Tú và Lương Tuấn Huy của đội Super Trà Hà Nội. Hôm trước Tuấn Anh bắt đầu. Hôm trước đi thằng Tú. Tuấn Anh nhì. Thằng Tú ấy nhất. Tú Huy nhất. Vẫn còn. Hay quá. Vẫn còn. Rất hay. Rất nhô, rất ngon. Wow. Một pha đấu cực kỳ nỗ lực của đội Bắc Ninh. Không thể tin được, đến set đấu thứ 3 rồi. Bây giờ đã rất là muộn rồi. Và vẫn còn được những pha bay người như vậy. Cực kỳ cố gắng. Đi về anh cắt đoạn clip cho em nhé. Đó, cố lên em. Có một pha để đòi. Tuyệt vời. Ôi đừng anh. Lại hỏng đấy. Hai đuôi đều rất hay.
Quá tuyệt vời. Cũng là tin được là đến những giây phút bây giờ, chia sẻ cho anh em xem nhé. Đến giây phút này vẫn có những pha bay người như vậy. Mua lên 1.000 rồi này. Em lên 1.000 rãi rồi. Anh đi 9.000 rồi này. Nhưng mà nó bay mất đâu 2 số 0. Đôi Bắc Ninh đang nhập cuộc rất là tốt. Quay lại không? Để tôi về tôi sẽ đăng lại không nhá. Tôi sẽ về tôi cắt cái đoạn đấy. Không thể quay chậm được bạn ơi. Đây đang là phát trực tiếp nên không thể quay chậm lại được. Vô cầu rất nhanh. 6-0. Mặc dù đây là set đấu thứ 3 rồi. Thể lực đã bị hao tổn rất là nhiều nhưng mà anh Tuấn Anh vẫn giữ được tốc độ rất là tốt. 6-0. Cố lên nào. Triệu Hoàng Anh. Bứt phá lên đi. Ngoài đấy. Con. Không vụ. Tất hay. Lên lưới. Vẫn còn. Một pha cầu rất may mắn. Một pha cầu quá là hay đi. Thật là đáng tiếc khi các bạn không xem trận đấu này. Hay. Hay rồi. Hai bên đều hay. Điểm đầu tiên trong set đấu thứ 3 cho đôi Triệu Hoàng Anh. 1-6. Sức khỏe để làm gì? Mẹ chị em. Nhưng phát đập cầu rất cắm. Tuy nhiên thì Hoàng Anh vẫn thủ được. Cực kỳ dai dẳng. Cầu ngoài sân rồi. Rất đáng tiếc. Sau một loạt tình huống phòng thủ rất hay và rất kiên trì. Thiều ơi cố gắng nhất. Để anh về anh bảo là chỉ thua đôi nhất. Không gặp đôi, không gặp đôi nhất thì cũng nhì đúng không? Thiều và Tuấn Anh đánh giải này rất là hay. Phong độ rất tốt. Đường cầu rất là thông minh và mạnh mẽ. Bắc Ninh trâu quá. Đúng rồi anh Dương này, chào Dương. Bên bì quá. Giao cầu tốt. 8-1. 8-1 rồi, cách biệt đang rất lớn. 8-1 em ơi. Tuy nhiên thì cặp đôi Hoàng Anh và Triệu cũng là một cặp đôi rất là đáng còn. Không thể khinh thường được. Họ có thể bứt phá đến bất cứ lúc nào. Một pha kéo cầu lỗi của Thiều. Đây là một pha ăn điểm rất là quan trọng đối với đôi Hoàng Anh và Triệu. Mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Đã cắt đi được dây ăn điểm của đối thủ. Thôi giải sau cố gắng em nhé. Pha đập cầu rất quá chát. Tổ chức đo được là 600 km trên 1 giờ. À, hơn cả khu 2 phen. 9-2. 3-9. Vẫn còn cơ hội dành cho Triệu và Hoàng Anh. Lại là một pha đập cầu trượt. 4-9. Nhì 20 nha anh nha, nhì 20 triệu nha. Quả đập cầu chát chúa. 40 à? Vâng, 40. À, 49. 49. Đến set đầu thứ 3 rồi.
rất là muộn rồi mà vẫn có những pha đập cầu như vậy thì tôi không hiểu là họ là cái gì nữa. Cầu ngoài sân. Điểm số nếu như cầu trong sân 50, khoảng cách vẫn là 5 điểm. Cùng cổ vũ cho cặp đôi Triệu và Hoàng Anh để vươn lên săn bằng tỷ số đi nào. Đổi sân. Quá dữ. Phà phè quá dữ. Tiếp tục vào trở lại với trận đấu. 61, một pha đánh trái tay rất hay của Triệu. Ngồi ve làm sao bằng anh kinh support được. 61. Đáng tiếc. 12-6. Lỏng tay rồi. Dường như Triệu đã lỏng tay rồi. 13-6. Điểm số đó là 13-6. Nghiêng về đôi Thiều Tuấn Anh. Số tương ứng số còn 7-13. Một pha bắt bài nhưng đánh cầu vào lưới của anh Thiều. Vẫn là khoảng cách 5 điểm. Cầu ngoài rồi. 14-8. Ngoài 15-8 rồi.
Bởi Triệu Hoàng Anh đang bị trôi rồi. Vẫn còn. Cố lên nào. Lại là tự hỏng. Cặp đôi Triệu Hoàng Anh đã tự hỏng rất nhiều. Khoảng cách đang rất là lớn rồi. Ok, trong lúc hai đôi vận động viên đang nghỉ giải lao thì xin giới thiệu đến mọi người, đây chính là chiếc cúp dành cho các đôi đạt giải tại giải đấu lần này. Rất đẹp ạ. Rất đẹp luôn. Tắt thẻ. Rồi, mình quay trở lại với trận đấu rồi. Rất tốt, cầu vẫn trong sân. Ghê quá. Hình như anh Triệu cầm con Li-Ninh N9 đó. Bắc Ninh vô đùi quá. 17-8 rồi, khoảng cách đã là 9 điểm rồi. Rất khó cho Triệu và Hoàng Anh. Cầu ngoài sân. 9-17. Cố gắng từng điểm số nào. Có lẽ bây giờ anh em Bắc Ninh đang ăn mừng rồi nhỉ. Ăn mừng cho đôi Thiều và Tuấn Anh. Vèo trái quá khỏe đi. 18-9. Cố lên anh ơi. Anh Tùng ơi, 18-9 anh Tùng ơi. 18-9 nghiêng về đôi Bắc Ninh nha. 18-9. Đức ngủ muộn lên trước này. Vẫn còn. Tốt. 10-18. Ta mang 19-10. 19-10 rồi. Nhưng mà anh Tuấn Anh đập cầu vẫn rất chát. Dã man thật. Rất tốt. 20-10. Rất cách biệt. Em biết anh Đức ạ. Điểm cuối cùng 20-10. Vận động viên Tuấn Anh đã rất thành công. Ở giải trước anh đã giành được giải nhì. Và giải đấu lần này đã là giành được giải nhất. Chiến thắng dành cho Bắc Ninh. 50 triệu dành cho cặp đôi của Bắc Ninh. Cặp đôi của Triệu và Hoàng Anh đã thi đấu rất là xuất sắc rồi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh Sport theo dõi giải đấu này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những giải đấu tiếp theo. Và sau đây sẽ là lễ trao giải của giải cầu lông thành công mở rộng lần thứ 2 2019.